Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với chương trình chia sẻ kiến thức về thực phẩm bổ sung được thực hiện bởi Gen Z Nutrition. Cửa hàng có địa chỉ tại số 77 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Và hôm nay Luân sẽ chia sẻ với mọi người về một sản phẩm, đó là Outlift. Thì Outlift là Luân cũng đã chia sẻ trong một cái video rồi. Nhưng mà hôm nay Luân muốn thông báo cho mọi người thông qua video này một cái thông tin, đó là Outlift hiện hãng Nutrex họ đã làm ra một cái size, đó là size 30 serving. Là cái size này á, là Nutrex muốn làm để gọi là khuyến mãi thêm, tức là gì, liều dùng nó sẽ nhiều hơn nhưng mà cái giá tiền á, thì không có chênh lệch nhiều đó. Cái hũ Outlift á, trước đây á, là có cái size là 20 serving, nhưng mà bây giờ thì có một cái size nữa là cái size 30 serving, thì dành cho những ai mà mình muốn dùng nó tiết kiệm hơn, dùng được nhiều lần hơn. Thì hôm nay cái video này là Luân muốn giới thiệu đến mọi người cái size đó. Thì đây, như mọi người thấy nha, đây là một cái hũ Outlift size 30 serving. Đây, hũ Outlift 30 serving là 30 serving size là cái loại này. Là khi mà mình nhìn á, mọi người nhìn ở trên nhãn là mọi người sẽ thấy cái số 30 serving size luôn. Thì cái tại vì về cái mặt bên ngoài á, mọi người thấy nhìn mặt ngoại quan á, về cái mặt ngoại quan á, là cái Outlift 30 serving này á, nó không có khác với lại cái hũ 20 đó. Nhưng mà giá tiền thì nó khác. Ví dụ như cái hũ này á, là đâu, cái hũ 20 serving á, là giá của nó là đúng giá bán lẻ là 880, là hàng chính hãng luôn, là cái hũ 20 serving đó. Nhưng mà đối với cái hũ 30 serving á, thì cái hũ 30 serving này là chỉ có 1.150.000 thôi. Đó là một cái giá nó trên là so với cái hũ 20 serving chỉ có khoảng bao nhiêu nhỉ, 270.000. Nhưng mà mình có thêm được 10 lần dùng nữa, tức là mình cũng như là một hũ rưỡi của cái này luôn vậy đó. Thì mình chỉ thêm có khoảng 270.000 đó thôi, mình có được 30 liều dùng cho một hũ reward cao mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Đó, Outlift có thể nói là reward cao mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Tại sao? Tại vì Outlift á, mọi người, cái trong cái thành phần của Outlift thì tất cả những cái tỷ lệ thành phần của nó cực kỳ khủng. Luôn ví dụ như Outlift Luôn đang cầm nè, mọi người thấy là cái thành phần của nó nha, 8g citrulline là để giúp cho chúng ta cái gì, bơm máu vào cơ tốt hơn, phục hồi cơ nhanh hơn, và nó tăng cái gọi là cái khả năng gọi là chịu đựng sự mệt mỏi để chúng ta có thể chinh phục cái buổi tập của mình. Tới 8g citrulline ở trong cái này, thì mọi người phải hình dung là đây là một cái thành phần rất là tốt. Cái thứ hai là beta alanin của Outlift, là cái thành phần mà nó dung hòa acid lactic và nó giảm đi cái sự đau nhức mỏi cơ trong quá trình chúng ta tập. Tại vì trong quá trình chúng ta tập là cơ bắp nó sẽ bị phá hủy, và lúc đó là acid lactic nó sẽ chảy ra, nó sẽ làm cho mình bị mỏi, bị mệt, bị đau nhức, thì cái này nó sẽ vô nó dung hòa. Đặc biệt là mọi người biết không, ở trong một cái giai đoạn mà creatine, một cái thứ tưởng chừng như rất bình thường, rất phổ thông, rất phổ biến, rất dễ để có được, lại đang bị rơi vào cái tình trạng là khan hiếm. Creatine rất là, bây giờ đang rất là khan hiếm, do mọi người biết tại sao không? Tôi chia sẻ với mọi người về cái tình hình sức, đó là whey protein đang gặp một cái cơn khủng hoảng rất là lớn, do cái mẫu quốc của sản xuất ra whey protein đó là Mỹ, họ đang rơi vào cái cuộc lạm phát và khủng hoảng nguồn nguyên liệu bởi hai cái nguyên nhân lớn, đó là một là do hậu Covid, do cái tai hại mà Covid để lại, hai là do cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cái điều này làm cho nước Mỹ cũng như là một số cái nước mà sản xuất ra nguyên liệu họ gặp khủng hoảng. Thì whey protein cũng như là súp nói chung mà whey protein nói riêng thì đang rơi vào cái khủng hoảng, và creatine nó cũng nằm trong cái số khủng hoảng đó. Thì trong Outlift này rất may mắn ở thời điểm này là Luân đã có được một cái lô Gen Z Nutrition, đã có được một cái lô Outlift chưa bị tăng giá, và creatine ở trong đây tới 3g creatine sẽ giúp cho mọi người tăng được sức mạnh, tăng được sức bền và hỗ trợ xây dựng phát triển cơ nạc. Đó là trong đây có luôn. Cái đặc biệt của Outlift nữa là nó có tới 5g BCA ở trong Outlift, nó sẽ giúp cho chúng ta phục hồi ngay trong lúc chúng ta tập. BCA là cái gì? Thứ nhất, cái chất giúp phục hồi nhanh chóng. Thứ hai là giúp chất hỗ trợ tổng hợp protein, nó giúp đồng hóa cơ bắp và phát triển cơ bắp, nhờ nó tăng cái khả năng tổng hợp và hấp thu protein, nên Outlift nó sẽ giúp cái chuyện đó rất là tốt. Và một cái điều nữa là Outlift nó còn có thêm, Outlift thì có caffeine của Outlift thì rất là cao, cho nên là ai mà dị ứng với caffeine thì Outlift sẽ không phù hợp. Nó tới 350mg caffeine. Caffeine được chứng minh là nó giúp tăng testosterone đối với nam, tăng cái khả năng tập trung và tăng cái khả năng là phục hồi cơ bắp. Thì caffeine nó giúp cho chuyện đó. Đó thì đó là một số những cái thông số cơ bản, tại vì cái video này không có phân tích sâu vào Outlift, nhưng mà nhìn cho mọi người, mình nếu mà mọi người có xem ngang qua thì mọi người sẽ biết là Outlift là một cái pre-workout cao mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Mạnh nhất luôn. Tức là chưa có nào mạnh hơn nó hết. Outlift là mạnh nhất hiện tại luôn. Và nó có thêm cả BCA nữa.
và mình uống trước lúc tập khoảng 20 phút thôi là mình sẽ có một buổi tập rất là bùng nổ, đầy đủ năng lượng, tỉnh táo, tập trung. Nó cho mình một cái hừng hực, nó cho mình một cái khí thế để mình có thể bắt đầu buổi tập của mình, chinh phục buổi tập của mình, đạt được cái mục tiêu tăng cơ, giảm mỡ, săn chắc cơ, có sức khỏe tốt, hay là chinh phục những cái thành tích cao hơn trong việc tập luyện thể dục thể thao của mình, thì Outlip nó sẽ là một trợ thủ đắc lực để chúng ta có thể làm được điều đó. Và luôn chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi, tại vì Outlip thì mình luôn muốn thông báo với mọi người là trước khi mà nó tăng giá trong những cái đợt Outlip mới á, thì rất may mắn là luôn Essential Nutrition vẫn còn được một số hũ rất ít thôi, không có nhiều đâu mọi người, dưới 10 Outlip 30 serving, giá mềm hơn, tiết kiệm hơn, nhiều lần dùng hơn và vẫn chưa bị ảnh hưởng với tăng giá. Cho nên là để mà mọi người dùng được đúng hàng chính hãng uy tín á, mọi người hãy đến với lại ZZ Nutrition, tại vì hàng ZZ Nutrition là luôn có đầy đủ tem nhãn chính hãng. Đó, mọi người thấy không? Này, tem nhãn chính hãng là luôn đầy đủ ở tại ZZ Nutrition. Mọi người thấy hai cái tem dán trên cái nắp hộp không? Đó. Thì ZZ Nutrition thì có rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Và nếu mọi người có nhu cầu cần tư vấn về những cái thực phẩm bổ sung, ví dụ như là whey để phục hồi phát triển cơ nè, mass để tăng cân tăng cơ dành cho những ai gầy yếu, và chắc chắn là hàng cao cấp nha. Rồi, những cái loại mà mình tập có cái nào để tập, mình tập sung hơn, khỏe hơn, để từ đó mình đạt được cái hiệu quả nhanh hơn mà tốt hơn hay không, hay là những cái thức uống giúp cho chúng ta cảm thấy là giảm mệt mỏi trong cái quá trình tập luyện, phục hồi cái sức khỏe của mình trong cuộc sống hàng ngày, giảm đau nhức cơ bắp, thì ZZ Nutrition đều có những sản phẩm như vậy. Giảm cân, giảm mỡ, tăng cơ, giảm mỡ, chăm sóc sức khỏe, xây dựng sắc đẹp về mặt hình thể, là tất cả những gì mà ZZ Nutrition có để có thể phục vụ cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là ZZ cũng có những cái phụ kiện nữa, thì có rất là nhiều thứ. Cho nên là nếu mà mọi người đang cần một cái gì hàng chính hãng, hàng uy tín, thì mọi người hãy đừng quên đến với ZZ Nutrition tại địa chỉ số 77 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, rất là gần chợ Thủ Đức luôn. Ở mình nhìn cái phía bên ngoài này là chợ Thủ Đức, mình đi cái hướng đó vào là mình ngay cái vòng xoay ngã năm chợ Thủ Đức á, là mình vào cái đường Dương Văn Cam rất là gần. Nếu mà đi xe máy chắc là 2 phút là tới. Cho nên là mọi người hãy đến với cửa hàng hoặc là inbox trực tiếp cho ZZ Nutrition thông qua Facebook. Và ZZ cũng có website để mọi người có thể tham khảo các cái thông tin về sản phẩm. Ngoài ra thì nếu mà mọi người thấy thích những cái video chia sẻ về kiến thức thực phẩm bổ sung, chia sẻ về kiến thức tập luyện, chia sẻ về kiến thức dinh dưỡng trong cuộc sống, để mà mình tập luyện được hiệu quả hơn, mình ăn uống đúng cách hơn, mình chăm sóc sức khỏe của mình một cách khoa học hơn, thì mọi người đừng quên like video của ZZ ở trên YouTube và subscribe channel để không bỏ lỡ những cái video hấp dẫn, thú vị, hữu ích mà ZZ sẽ làm ra trong rất là nhiều trong thời gian sắp tới để có thể chia sẻ đến cho mọi người. Và một điều nữa là hiện tại Outlip có 2 mùi, đó là mùi Crush Punch là mùi trái cây hỗn hợp, và mùi Miami Vice thì nó có vị dừa dừa ở hậu vị. Thì 2 mùi này đều rất là ngon, chua chua ngọt, nhưng mà chua nhiều hơn ngọt, thì rất là ngon, rất là dễ uống, cho nên là mọi người có thể đa diện sự lựa chọn. Và ZZ sẽ giao hàng toàn quốc cho tất cả những ai mà ở tỉnh thành nào đó, các bạn chỉ cần đặt hàng là ZZ sẽ giao tới tận nơi cho các bạn, tùy vào khu vực gần xa, tầm 3 ngày đổ lại là các bạn có thể nhận được, 1-3 ngày là các bạn có thể nhận được hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên để lại comment, hãy comment những cái thắc mắc của các bạn, những cái gì mà các bạn muốn ZZ làm, những cái câu hỏi mà các bạn đang có về tất cả những gì liên quan tới tập luyện, thực phẩm bổ sung với những kinh nghiệm chuyên môn hơn 10 năm của mình, thì chắc chắn là ZZ sẽ có thể giải đáp cho các bạn và cho các bạn một câu trả lời để các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.